Đô Văn Sáng, Hà Nội, Hứa Xanh, Hai Đô và Giữa Sơn. Hai Đô sẽ đạt. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Và đối với cơ sở thì chúng tôi công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả vào lúc 1 phút 26 giây hiệp 1. Đô Văn Sáng, Hà Nội, Cố Xanh thắng cuộc.